Tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, được thần tài nghênh đón, nổ lộc cực to, trúng đậm tiền tỷ, đón Tết 2024 âm lịch, giàu hết phần thiên hạ. Hai tay dâng hưởng lộc nhà, gặp thời tấn phát cửa nhà bình yên, mẹ người tiến bước vận hên, nhà cao cửa rộng an yên cát tường, không còn vận hạn tai ương, gặp thời tài phát bốn phương vẹn phần. Quý vị thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Kỷ Mùi sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Kỷ Mùi hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Kỷ Mùi phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, anh chị tuổi Kỷ Mùi đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Kỷ Mùi không được dễ dàng làm mấy. Quý anh chị Kỷ Mùi thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Kỷ Mùi hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Kỷ Mùi những điều bất như ý anh chị nhé, vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ. Bản mệnh Kỷ Mùi hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Kỷ Mùi đang có, dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Kỷ Mùi, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp anh chị Kỷ Mùi nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh, thì con tim vẫn biết gieo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10. Nếu tâm của Kỷ Mùi thay đổi thì thái độ của Kỷ Mùi cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Kỷ Mùi sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Kỷ Mùi chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Anh chị Kỷ Mùi thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Kỷ Mùi có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chín sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về tới. Nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ. Nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người anh chị nhé. Và ngay bây giờ không để anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời anh chị cùng lắng nghe. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách vận mệnh cuộc đời người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Lúc tiền vận, người tuổi Mùi có thể sẽ phải chịu đựng sự phiền muộn, vất vả. Trong những năm tháng tuổi trẻ, họ sẽ phải giữ vững tinh thần để đương đầu với vô vàn thử thách trong cuộc sống. Phải đến sau 30 tuổi, sự nghiệp và cuộc sống của những người này mới dần dần ổn định. Từ sau 35 tuổi, họ có cơ hội gặt hái được thành công lớn, phát triển mạnh cả về công việc lẫn tài vận. Nếu làm nhiều việc thiện, họ có thể được hưởng thọ trường và có cuộc sống an nhàn bên con cháu lúc tuổi già. Ôn hòa là đặc điểm tính cách nổi bật ở những người tuổi Mùi. Họ dễ dàng tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh nhờ thái độ hòa nhã, thân thiện. Họ có khả năng kiềm chế tốt nên ít khi bộc lộ cảm xúc tiêu cực với người khác. Dù có trở thành người quyền cao chức trọng, họ vẫn tỏ ra dễ mến, gần gũi với nhân viên cấp dưới. Càng trưởng thành thì phong thái của họ càng trở nên điềm tĩnh, tao nhã. Người tuổi Mùi luôn nhận được sự săn sóc của những người thân trong gia đình. Chính vì thế, gia đình chính là nơi tiếp thêm cho họ sức mạnh sau mỗi lần vấp ngã. Đối với bạn bè, họ là người nhiệt tình, hào phóng, sẵn sàng ra tay tương trợ mọi người trong hoàn cảnh khó khăn. Những người tuổi này khá cẩn ngôn, họ sẽ luôn cân nhắc kỹ càng trước khi nói ra suy nghĩ của bản thân, bởi lẽ họ không muốn làm người khác cảm thấy buồn phiền vì những hành động vô ý của mình. Kiên nhẫn chính là chìa khóa giúp người tuổi Mùi có được thành công trong sự nghiệp. Họ có sức chịu đựng mạnh mẽ nên vẫn có thể làm việc hiệu quả dưới áp lực. Nhờ có sự ngoan cường, họ có thể theo đuổi những mục tiêu dài hạn trong cuộc đời mà không bao giờ tỏ ra chán nản. Tiền bạc không phải là vấn đề đáng lo đối với những người tuổi Mùi, bởi họ thường được quý nhân giúp đỡ trong chuyện tiền bạc. Bản thân tuổi Mùi cũng là người đa tài, biết tận dụng mọi cơ hội để kiếm tiền. Họ biết cách trân trọng và chăm sóc cho bản thân nên sẽ không tiếc tiền khi mua sắm những thứ mình thích. Duyên phận của những người tuổi Mùi với người khác giới không tốt lắm, nguyên nhân là vì họ hay tỏ ra e ngại, rụt rè trong chuyện tình cảm. Nhược điểm này có thể khiến họ bỏ lỡ mất hạnh phúc của đời mình trong tiếc nuối. Chỉ cần họ không tỏ ra nóng vội trong chuyện tình cảm thì họ vẫn có được cuộc sống yên bình.
yên ấm sau khi kết hôn, mọi người đều cảm nhận được sự hiền lành, chất phác của những người tuổi Mùi, họ sẽ không bao giờ bắt nạt hoặc cáu gắt với bất cứ ai. Với nét mặt hiền từ, khả năng giao tiếp uyển chuyển, những người tuổi này luôn tạo được thiện cảm với người khác. Một điều nhịn là chín điều lành, là tôn chỉ sống của người tuổi Mùi. Vậy nên họ sẽ cố gắng không tạo mâu thuẫn, hiềm khích với người khác, kể cả khi gặp phải chuyện không vừa ý thì họ cũng sẽ không cằn nhằn than thở. Sự chu đáo, tinh tế luôn được thể hiện rõ nét trong cách ứng xử của những người tuổi Mùi. Họ luôn đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu và cảm thông. Họ sẽ cảm thấy hối hận khi làm những điều vô tình gây tổn thương cho mọi người. Vậy nên họ rất hiếm khi phê bình hoặc mắng chửi bất kỳ ai. Dù có khó chịu đến mấy, họ vẫn lựa lời để bày tỏ quan điểm cá nhân một cách nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, họ cũng là người bao dung, luôn dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Nhờ có chỉ số EQ cao, họ là người được bạn bè quý mến và ngưỡng mộ. Trong cuộc sống, người tuổi Mùi luôn trân trọng tất cả mối quan hệ mà họ đang có. Họ sẽ ghi nhớ ngày sinh nhật của mọi người và cả những dịp kỷ niệm quan trọng với người yêu. Họ luôn cố gắng giữ gìn liên lạc với bạn bè, dù không thường xuyên gặp mặt nữa. Đối với người thân trong gia đình, họ là người hiếu thảo, biết kính trên nhường dưới. Sự thông minh linh hoạt trong giao tiếp chính là vũ khí lợi hại nhất của người tuổi Mùi. Nhờ ưu thế này, họ có thể nắm bắt được nhiều cơ hội thành công trong cuộc sống. Những lời nói ngọt ngào của họ có thể dễ dàng khiến cho người khác mềm lòng. Họ có thể nắm bắt tâm lý của người đối diện chỉ trong chớp mắt, nên sẽ đoán được hành động và lời nói tiếp theo của đối phương. Họ là người quảng giao, có nhiều bạn bè trong xã hội. Cuộc sống ổn định, yên bình là điều mà những người tuổi Mùi luôn mơ ước tới. Họ coi đây là động lực để vượt qua những khó khăn trong những ngày tháng gian khổ. Khi còn trẻ, họ vẫn sẵn sàng chịu đựng đắng cay để lo lắng cho cuộc sống trong tương lai. Họ luôn tâm niệm rằng, có công mài sắt có ngày nên kim, sự nỗ lực của họ sẽ được đền đáp bằng cuộc sống an nhàn trong tương lai. Tấm lòng từ bi, lương thiện là một trong những phẩm chất quý giá của người tuổi Mùi. Họ dễ mũi lòng trước những bất hạnh của người khác, nên họ sẽ thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Họ không tiếc tiền để quyên góp cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Đối với họ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng là một nghĩa cử cao đẹp. Người tuổi Mùi có tâm hồn nghệ sĩ, thích thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật mang ý nghĩa triết lý, nhân văn sâu sắc, với khả năng thấu cảm cao. Họ có thể cảm nhận được vẻ đẹp của từng nét vẽ, nốt nhạc. Nếu được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, họ có thể tạo ra những tác phẩm nổi tiếng. Ngoài ra, những người tuổi này cũng yêu thích cuộc sống tự do, được thoải mái làm những điều mình thích. Nếu bị bắt ép làm việc gì đó, họ sẽ tỏ ra ngang bướng, nóng nảy. Sự nhạy cảm quá mức khiến người tuổi Mùi cảm thấy tổn thương sâu sắc chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Họ thậm chí có thể bị rơi vào trạng thái bế tắc, khủng hoảng khi bị người khác xúc phạm. Để phục hồi nhanh chóng sau những cú sốc tinh thần, họ cần có người ở bên để an ủi và động viên. Trong những năm tháng tuổi trẻ, người tuổi Mùi thường gặp nhiều nghịch cảnh trên con đường sự nghiệp. Để vượt qua những khó khăn này, họ phải có lòng tin tưởng vào khả năng của bản thân. Vạn sự khởi đầu nan, sau những vất vả họ sẽ được hưởng thành tựu như ý. Người tuổi Mùi không có tham vọng với địa vị và tiền bạc, nên họ có thái độ an phận thủ thường trong sự nghiệp. Họ không thích bon chen để giành giật danh lợi cho bản thân. Họ không hứng thú với những vị trí lãnh đạo, mà chỉ thích trở thành một phần của tập thể. Đối với họ, công việc nhất định phải đúng với đam mê và sở thích. Họ sẽ thường xuyên cảm thấy chán nản, căng thẳng khi phải làm những việc không liên quan đến sở trường của bản thân. Nhờ có óc sáng tạo phong phú và gu thẩm mỹ tinh tế, người tuổi Mùi có thể đạt được thành công trong lĩnh vực nghệ thuật. Họ có thể đưa ra những ý tưởng sáng tạo đi trước thời đại. Những tác phẩm nghệ thuật của họ không chỉ thu hút được sự quan tâm của công chúng, mà còn mang nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc. Nếu trở thành nghệ sĩ, họ sẽ dễ dàng nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ. Khả năng giao tiếp uyển chuyển cũng là một trong những ưu điểm giúp người tuổi Mùi đạt được thành công trong sự nghiệp. Dựa theo những điều quan sát được, họ có thể dễ dàng đánh trúng vào tâm lý của đối phương. Họ có thể thuyết phục được những vị khách hàng khó tính nhất chỉ sau vài lời nói. Các ngành nghề như ngoại giao, tư vấn có thể giúp họ phát huy tối đa tài năng giao tiếp của bản thân. Sự khéo tay của người tuổi Mùi có thể khiến mọi người xung quanh phải kinh ngạc. Với đôi bàn tay khéo léo, họ có thể tạo ra những sản phẩm vô cùng đẹp mắt. Ưu điểm này có thể giúp họ kiếm được rất nhiều tiền trong các ngành nghề thủ công, may mặc. Người tuổi Mùi luôn tỏ ra vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc. Trước khi bắt đầu vào làm việc, họ sẽ lập ra kế hoạch chi tiết và cố gắng hoàn thành mục tiêu trong thời gian ngắn nhất có thể. Trước những vấn đề nan giải, họ sẽ bình tĩnh xem xét tình hình thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra phương án giải quyết. Họ sẽ cố gắng dành thời gian để rà soát lại toàn bộ công việc để tìm ra sai sót. Chính vì thế, kết quả trong công việc của họ luôn có độ chính xác cao. Nhờ đó, họ sẽ được cấp trên tin tưởng giao phó những nhiệm vụ quan trọng,
vì ngại đối diện trực tiếp với sự cạnh tranh. Những người tuổi Mùi không thích hợp với lĩnh vực kinh doanh, họ khó có thể trụ lại thị trường vì luôn bị các đối thủ chèn ép mà không hề phản kháng. Thêm vào đó, tính thiếu quyết đoán khiến họ thường xuyên đánh mất những cơ hội quý giá. Trong môi trường kinh doanh luôn biến động, doanh nghiệp của họ dễ bị tụt hậu và không còn đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Lòng tốt bụng của những người tuổi Mùi cũng có thể bị kẻ xấu lợi dụng trong công việc. Đôi khi vì quá nhu nhược, họ dễ bị người khác sai khiến mà không hề hay biết. Họ cần phải rèn luyện tính cảnh giác và trở nên mạnh mẽ để có thể nắm phần chủ động trong mọi việc. Những người tuổi Mùi không chịu được áp lực nên không phù hợp với các vị trí quản lý, lãnh đạo. Họ hay làm việc theo cảm tính nên hay đưa ra những quyết định thiên vị khiến nhân viên bất mãn. Họ cũng không có khả năng nhìn xa trông rộng để đưa ra chiến lược phát triển toàn diện cho công ty. Tổng quan tử vi năm 2024 âm lịch của người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Kỷ Mùi là những người sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 1 năm 1979 đến ngày 15 tháng 2 năm 1980 dương lịch, cầm tinh con dê, ý nghĩa của thiên can Kỷ, cùng địa chi Mùi là thảo dã chi dương, dê đồng cỏ, tuổi 1979 mệnh hỏa, cụ thể là thiên thượng hỏa, lửa trên trời. Năm Giáp Thìn 2024 có mệnh hỏa, bình hòa với mệnh hỏa của tuổi Kỷ Mùi. Xét về thiên can và địa chi, thiên can Kỷ tương hợp với thiên can Giáp, địa chi Mùi bình hòa với địa chi Thìn, như vậy rất tốt cho lá số tử vi của nam mạng Kỷ Mùi trong năm Giáp Thìn. Những yếu tố này báo hiệu cuộc sống của con giáp tuổi Kỷ Mùi năm nay có sự phát triển thuận lợi, mọi việc yên bình. Để tận dụng được vận khí tốt, mệnh chủ nên làm việc chăm chỉ, chính trực và giữ vững tinh thần cầu tiến trong sự nghiệp của mình. Nhìn chung, vận trình tử vi 2024 của nam, nữ mạng Kỷ Mùi sẽ hanh thông, được tạo điều kiện từ môi trường, các mối quan hệ thúc đẩy tiến bộ. Đây cũng chính là thời điểm vàng cho mệnh chủ thực hiện những kế hoạch và dự định bản thân ấp ủ, gặt hái thành công như mong đợi. 1. Sao chiếu mệnh. Sao chiếu mệnh của nam mạng Kỷ Mùi năm 2024 là sao La Hầu. Đây là một sao xấu trong hệ thống cửu diệu niên hạn chủ về thị phi. Phiền muộn, tuy nhiên, chỉ những nam Kỷ Mùi 1979 có tính cách chủ quan trong công việc, coi nhẹ sức khỏe mới bị sao này gây ảnh hưởng. Nếu mệnh chủ là người biết tĩnh tâm, tu dưỡng khẩu đức thì sẽ tránh xa được những năng lượng tiêu cực, không phải quá lo lắng. Với nữ mạng năm 2024, vận trình cuộc sống của nữ mạng Kỷ Mùi được sao Kế Đô soi chiếu. Đây là hung tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn, chủ về sự buồn giàu, thị phi. Tuổi Kỷ Mùi có tâm lý không vững vàng, ích kỷ, nói năng không cẩn trọng, dễ bị ảnh hưởng bởi sao Kế Đô. Còn đối với người bao dung, sống thiện lương, chăm chỉ thì cần lưu tâm, chỉ cần giữ năng lượng tích cực, chăm sóc tốt sức khỏe thì không chỉ mọi chuyện được bình an, mà còn tốt cho chồng và con cái. Có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ứng xử khôn khéo thì việc xuất hành đi xa sẽ gặp cát lợi và may mắn. 2. Vận hạn. Năm 2024, nam mạng Kỷ Mùi chịu ảnh hưởng của hạn tam kheo, chủ về chân tay, đau mắt. Trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày, nên ưu tiên những món ăn giàu vitamin A giúp mắt sáng khỏe, hạn chế dùng đồ điện tử, máy tính, điện thoại nhiều làm ảnh hưởng đến mắt. Để giảm những tác động của vận hạn này, mệnh chủ cần lưu tâm nhiều hơn tới sức khỏe, sự an toàn của bản thân khi đi lại hết sức cẩn thận, đồng thời tăng cường thể dục thể thao như đi bộ, đạp xe nhẹ nhàng sẽ giúp xương khớp dẻo dai, cơ thể săn chắc và khỏe mạnh hơn. Với nữ mạng, năm 2024 người nữ tuổi Kỷ Mùi gặp hạn thiên tinh, vận hạn này chủ về kiện cáo và sức khỏe, do đó mệnh chủ nên lưu tâm đến giấy tờ ký kết và chú ý chăm sóc sức khỏe đường tiêu hóa cẩn thận. Mệnh chủ năm này nên suy xét kỹ lưỡng trước khi ký kết hợp đồng, giữ hóa đơn mua hàng, kiểm tra chi tiết giấy tờ tránh nhầm lẫn hoặc sai sót. Bên cạnh đó, nữ Kỷ Mùi nên có chế độ ăn uống lành mạnh, tốt cho dạ dày và đường ruột thì sức khỏe sẽ được cải thiện hơn. 3. Vận niên. Năm 2024, vận niên của nam nữ mạng tuổi Kỷ Mùi là Long Đắc Vũ, có nghĩa là rồng làm mưa cho thiên hạ. Bởi vậy đây sẽ là vận niên đánh dấu sự tăng trưởng công đức rất lớn cho mệnh chủ. Tích cực làm nhiều việc thiện thì sẽ được ghi nhận. Khi gặp vận niên này, mệnh chủ sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, gặt hái được lợi ích. Cuộc sống có nhiều niềm vui, tâm thảnh thơi, an lạc, công việc, sự nghiệp ổn định, không còn nhiều nỗi lo về cơm áo gạo tiền. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979, Tết 2024 âm lịch. Theo dõi vận trình tử vi 12 con giáp thấy rằng, Tết 2024 âm lịch là một khoảng thời gian tràn đầy hy vọng đối với người tuổi Kỷ Mùi. Bản mệnh nên nhân cơ hội này để lập ra những kế hoạch phù hợp với khả năng của mình,
và nhanh chóng bắt tay vào thực hiện để có thể sớm ngày trông thấy kết quả. Nhờ có Nguyệt Lệnh Lâm Dưỡng phù trợ, bước sang năm mới bạn luôn cảm thấy hăng hái, nhiệt tình khi làm việc, đồng thời tâm lý tích cực cũng giúp bạn chịu được khó khăn, vất vả, sẵn sàng cố gắng hết sức để đạt được thành công. Sự chăm chỉ, cần cù sẽ giúp bạn khẳng định được vị thế, nhận được sự tôn trọng và nể phục của mọi người xung quanh, lại thêm việc giao tiếp giỏi, bạn có thể nhanh chóng mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác của mình. Chuyện làm ăn tiến triển tương đối tích cực, dù có thể bạn sẽ chưa kiếm được một khoản bộn tiền ngay lập tức, hãy mạnh dạn đi theo những hướng mình đã vạch sẵn từ trước. Bạn có thể dần dần tìm ra hướng phát triển phù hợp cho mình. Hơn nữa, mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn hoặc giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Đáng tiếc là chuyện tình cảm lại chưa có những điểm sáng đáng mừng. Bạn thường quá tập trung cho sự nghiệp của mình nên quên mất chuyện yêu đương hoặc quan tâm đến những người thân thiết nhất. Tử vi Tết 2024 tuổi Kỷ Mùi âm lịch khuyên bạn hãy kịp thời nhắc nhở bản thân cân bằng cuộc sống và sự nghiệp. Đừng để đến khi tình cảm phai nhạt rồi mới cảm thấy hối tiếc và tìm cách vãn hồi. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Kỷ Mùi 1979, Tết 2024 âm lịch. Người tuổi Kỷ Mùi có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều may mắn đến với mình trong năm mới này. Sự chăm chỉ, chịu khó sẽ đem lại cho bạn những thành quả tương xứng, giúp bạn càng có thêm động lực để cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nguyệt Lệnh Lâm Dưỡng đem lại nhiều tác động tích cực đến vận trình sự nghiệp của con giáp này trong thời điểm thiên thời địa lợi, nhân hòa. Bạn nên nhanh chóng lập ra những kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn cho bản thân mình, chỉ cần lên được những kế hoạch sát với thực tế, phù hợp với năng lực của bản thân và mang tính thách thức là bạn có thể dần dần vươn lên khẳng định bản thân, khiến nhiều người xung quanh ngưỡng mộ. Quá trình chinh phục đỉnh cao, có thể bạn sẽ phải vất vả một chút, nhưng nhờ tinh thần lạc quan tích cực mà bạn có thể thuận lợi vượt qua, thậm chí trải qua khó khăn. Bạn nhận ra được điểm mạnh của mình hoặc kết giao được với những đối tác, đồng nghiệp cùng chung chí hướng, đôi bên có thể hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai. Cát tinh tử vi cũng góp phần giúp cho con đường tiến thân của bản mệnh thêm phần hanh thông, thuận lợi. Bạn có thể gặp được những người hướng dẫn chỉ đường dẫn lối, khiến những người còn đang băn khoăn với những sự lựa chọn tương lai thêm vững tin vào bản thân mình. Hãy nắm bắt cơ hội học hỏi điều hay từ đối phương, bạn sẽ phát triển nhanh chóng và vững vàng hơn nhiều. Xét phương diện tài lộc, tuổi Kỷ Mùi 1979, Tết 2024 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng, con đường tài lộc của người tuổi Kỷ Mùi có những bước tiến triển tích cực hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Nguyệt Lệnh Lâm Dưỡng cho phép bạn có những suy nghĩ lạc quan hơn về tương lai của mình. Có thể ngay trong tháng này, bạn không thu được một khoản bộn tiền, song mọi việc đang dần dần đi vào quỹ đạo, đồng lương chảy vào túi cũng đều đặn hơn, bạn không phải lo đến chuyện chi tiêu hay phải vay mượn người khác. Người làm ăn kinh doanh có khả năng giao tiếp giỏi, biết thuyết phục mọi người nên dễ tạo dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Những khách hàng, đối tác của bạn trong thời điểm này thậm chí có thể trở thành quý nhân của bạn trong tương lai. Vì thế, hãy chủ động giữ mối quan hệ với họ để có thể hợp tác lâu dài. Người làm công ăn lương, đạt được những thành tích tốt trong sự nghiệp nên dễ nhận được một khoản tiền thưởng nóng xứng đáng với những đóng góp cho tập thể. Bạn cũng có thể đưa ra những ý kiến đóng góp xác đáng, giúp tập thể vượt qua được khó khăn, thậm chí đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể. Tử vi cát tinh cũng giúp cho mọi việc tiến triển thêm phần thuận lợi, do đó nếu có kế hoạch đầu tư, kinh doanh, mở rộng thị trường nào thì bản mệnh cũng nên nhanh chóng bắt tay vào thực hiện ngay. Trong quá trình thực hiện, bạn có thể phát hiện ra nhiều nhân tố mới có thể áp dụng vào thực tế công việc. Sự chăm chỉ, cần cù, không ngại khó, không ngại khổ cũng sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt tới thành công hơn. Xét phương diện tình duyên, tuổi Kỷ Mùi 1979, Tết 2024 âm lịch. Trái ngược với những tiến triển tích cực trên phương diện sự nghiệp và tài lộc, thì con đường tình duyên của người tuổi Kỷ Mùi lại khá ảm đạm. Có lẽ bạn cần xem xét lại những điều bản thân đã làm để có hướng thay đổi phù hợp. Người độc thân có vẻ khá thờ ơ với chuyện tình cảm, vì bạn cho rằng dành thời gian để phát triển bản thân và cống hiến cho sự nghiệp thì có ý nghĩa hơn nhiều. Hơn nữa, bạn thường có cái nhìn khá khắt khe về mọi người xung quanh, nên ít khi nảy sinh thiện cảm với người khác. Thời điểm này, bạn thường từ chối những lời giới thiệu của người khác, hoặc có đi gặp mặt thì cũng đi với tinh thần bị ép buộc. Bạn chưa thực sự muốn xây dựng mối quan hệ thân thiết với bất cứ ai, nên không chủ động gợi mở, cũng không chủ động giữ liên lạc. Người đã lập gia đình không nên tiếp tục lạnh nhạt với nửa kia của mình. Bạn nghĩ rằng mình cố gắng làm việc để đem lại cuộc sống sung túc hơn cho người nhà, nhưng bạn lại chưa từng cân nhắc xem điều mọi người thực sự mong muốn là gì. Nếu được, hãy nhanh chóng tìm cách cân bằng tình cảm và sự nghiệp, không để phương diện nào chiếm thế chủ đạo,
Nếu bạn quá thờ ơ với gia đình, tình cảm giữa các thành viên sẽ dần trở nên lạnh nhạt, đến khi bạn thấy hối hận thì có thể đã muộn rồi. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Kỷ Mùi 1979, Tết 2024 âm lịch. Sức khỏe của người tuổi Kỷ Mùi không có nhiều biến động trong dịp đầu năm mới này, bạn nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, không nên bắt bản thân lao động quá sức, khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Người lớn tuổi cần vận động hợp lý, để tránh những tổn thương cơ thể không đáng có, bạn nên sắp xếp thời gian để tham gia vào các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao, mở rộng các mối quan hệ, không nên giữ mọi chuyện trong lòng hoặc sống trong thế giới riêng. Khi gặp phải chuyện căng thẳng, bạn nên tìm cách thư giãn hoặc tâm sự trao đổi với người đáng tin cậy. Quý vị thân mến, để năm 2024 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để anh chị có một năm mới bình an, may mắn. 1. Hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy. Sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển, cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buôn chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. 2. Hóa giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ, đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp, tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, ngưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí, nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Vâng, thưa quý vị, chọn tuổi xông nhà đầu năm là phong tục không thể thiếu trong truyền thống của người Việt để cầu tài lộc, may mắn. Tiêu chí để chọn người đến xông nhà là hợp tuổi với gia chủ, tính tình thiện lương, đức độ, tốt bụng. Để có một năm mới như ý cát tường, gia chủ tuổi Mùi 1979 nên chọn các con giáp thuộc tam hợp, Hợi, Mão, Mùi và nhị hợp, Ngọ, Mùi, tức những tuổi Hợi, Mão và Ngọ, đến xông nhà. Ngoài ra, gia chủ mệnh hỏa nên chọn những người mệnh mộc đến xông đất. Cụ thể, tuổi Kỷ Mùi 1979 nên mời các tuổi sau đây đến xông nhà: năm Giáp Thìn, Ất Mão 1975, Quý Hợi 1983, Đinh Mão 1987, Canh Ngọ 1990, Ất Hợi 1995, Nhâm Ngọ 2002. Người xông đất không phân biệt giới tính nam hay nữ, miễn sao hợp tuổi, hợp mệnh, có lối sống đức độ chân thành và hạnh phúc thành đạt thì sẽ đem lại nhiều phúc khí cho gia chủ. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Xuất hành ngày mùng 1 Tết, đón tài thần khi đi về hướng Đông Nam, đón hỷ thần khi đi về hướng Đông Bắc. Nên xuất hành vào các khung giờ hoàng đạo sau: giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Mùi 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ. Vâng, thưa quý vị, nhân sinh tại thế, ai rồi cũng già đi, tuy nhiên có người thì được an nhiên tuổi già, hưởng phúc cháu con, người thì lại cơ cực qua ngày. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng cơ bản thì đều nằm ở 5 yếu tố sau. 1. Sức khỏe. Đây là điều quan trọng nhất, không có sức khỏe mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Vậy nên yếu tố quyết định đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, đó chính là sức khỏe bản thân. Có sức khỏe tốt, không mang phiền toái cho cháu con, không tốn kém tài vật. Có được sức khỏe tốt mới có được sự vui vẻ. Vậy nên bất luận lúc nào ở đâu,
Sức khỏe vẫn là yếu tố đầu tiên cần được chú ý, nhất là khi tuổi đã về già, mọi thứ đều là vật ngoài thân, là thứ của người khác. Chỉ có cơ thể mình mới là của mình thực sự, ăn uống điều độ, tâm hòa ý hậu, bao dung tha thứ cho người khác cũng là cách hữu hiệu để hành thiện tích đức, sức khỏe an khang. Bên cạnh có người tương trợ, cha ông ta có câu, con nuôi cha không bằng bà nuôi ông, về già có được người bạn đời sớm hôm bầu bạn chuyện trò, chính là một điều hạnh phúc. Tình yêu của tuổi già không phải là điều gì đó quá cao xa, nồng nhiệt, mà đôi khi chỉ là có người sớm hôm bên cạnh, nhẹ nhàng nói chuyện bên nhau cũng là mãn nguyện lắm rồi. 2. Nguyên tắc. Sống có nguyên tắc không chỉ là yếu tố quyết định thành bại của tuổi trẻ, mà còn là nền tảng an định của tuổi già, ăn cơm, đi ngủ, du ngoạn giao lưu bè bạn, tất cả đều cần có nguyên tắc cho mình, ăn không quá no, ngủ không quá muộn, thức không quá trễ, ấy cũng là bí quyết trường sinh. Ngoài ra thì tu dưỡng tâm tính, khống chế tự thân tránh những suy nghĩ tiêu cực, tức giận hay tranh đấu, thực ra đến tuổi trung niên, chỉ cần tĩnh tâm suy nghĩ, phần nhiều chúng ta đều có thể hiểu, danh lợi cuối cùng cũng chỉ là thứ hư ảo. Sống thiện lương, chân thành đối đãi với mọi người mới là ý nghĩa chân chính của đời người. Kết giao bạn bè đối với tuổi trung niên cũng là điều vô cùng quan trọng. Việc ấy giúp chúng ta thêm phần hiểu biết, giải tỏa tâm lý, chia sẻ cuộc sống vui buồn. Tuy nhiên, có một điều cần chú ý, bất kể tuổi nào cũng cần chọn bạn mà chơi. 3. Tài chính. Tiền không phải là tất cả, nhưng lại là thứ để duy trì cuộc sống trong xã hội này. Vậy nên ngoài những trường hợp bất khả kháng, thì mỗi người cũng nên có kế hoạch tài chính cho mình. Khi còn trẻ, lúc có tiền đừng nên tiêu hoang phung phí, cần kiệm xưa nay luôn là một mỹ đức cần giữ gìn. Tự chủ tài chính nó không chỉ là giúp ích cho bản thân, mà cũng là một nguyên tắc để không tạo gánh nặng cho con cái, có bao nhiêu tiền đưa hết cho con cái. Đôi khi cũng không phải là cách yêu thương đúng đắn, thậm chí có trường hợp ngược lại, bảo vệ chính mình cũng là bảo vệ cháu con. Đương nhiên việc nào cần dùng thì vẫn nên dùng, nhất là việc giúp người tạo phúc, lại càng cần làm hơn nữa. Chúng ta làm người chỉ cần thiện lương, trời cao ắt có an bài. 4. Tâm thái. Đây là tiêu chuẩn cũng không kém phần quan trọng, bởi tâm thái cao bao nhiêu, cuộc sống cao bấy nhiêu, người già thì thường thiếu tình cảm, thừa thời gian, nhưng con cái lại thiếu thời gian, bận bịu công việc, vậy nên cũng đừng quá bận tâm mà buồn tủi, vì con cái ít quan tâm thăm hỏi. 5. Cuộc sống độc lập. Cha già tạo phúc cho con, thân làm cha mẹ lúc này chính là lấy thân làm mẫu, mọi việc trong ngoài càng cần phải chú ý nhân phẩm bản thân để con cháu nhìn vào. Vui vẻ lạc quan, yêu đời trong mọi hoàn cảnh, sẽ giúp mình sống thọ, sống vui hơn. Suy cho cùng thì vạn sự trên đời không gì nằm ngoài định số. Mất và được, yêu và hận tất cả đều là sự trả vay duyên nợ mà thôi. Vậy nên, buông chính là kim chỉ nam để có được một tâm thái cho chúng ta làm người vui vẻ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.